Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá game đầu tiên nha. Subway Surfer. Let's go. Oh my gosh. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Scary Teacher vào đây. Chapter 4. Let's go. It's finally here! Oh, I can't wait to start controlling those brats! Wait a minute. What are these for? Nothing, dear. Come here. Now, you won't remember a thing. Now the real fun begins. Oh, Francis! Be a dear and fetch me a drink.
Wow. I'm really beautiful. Okay, let's go. Okay, let's go. Begins. Oh, Francis! Be a dear and fetch me a drink. What on earth? Row, this row. Woman is crazy. Now. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Bên đi. Let's go. Một phút ra. Wow, toàn đời trời bánh thôi. Gọi là một chút rượu à, ok. Mình mới sắc chém ông ta mất 3 máu luôn.
mình đã mất 4 máu rồi. Một con bắn ông ta mất hẳn 4 máu. Wow, let's go. Bây giờ thì mình sẽ sang game thứ 4. Đây là một tựa game bóng ma trong ngôi nhà. Let's go. Rồi mình sẽ mở cái cửa này ra. Tầng 2 rồi. Giấy đầu tiên, tất cả là các bạn phải đi tìm 8 mảnh giấy thì khi đó các bạn mới thoát được khỏi ngôi nhà ma này. Đây là một ngôi nhà bị ma ám. Mảnh thứ hai. Oh my god. Chỉ còn 3 mảnh nữa thôi là các bạn sẽ thoát khỏi ngôi nhà ma này. Và mình nghĩ các 3 mảnh đó sẽ ở trên tầng 2. 2 mảnh ở tầng 2 và 1 mảnh sẽ ở chỗ ngôi nhà của ông bà ấy đang ngủ. Ok. Tiếp tục đây. Đây là một phòng bếp. Trong này
Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả là 8 mảnh giấy là các bạn sẽ thoát được khỏi ngôi nhà ma này. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo, Limbo. Oh my god, ok. Tiếp tục chạy thôi. Chỗ này rất tối luôn. Chỗ này có một cái bẫy rồi. Không biết cái bẫy này có dùng để làm gì không. Một con điện. Wow, rất chiêu là sợ luôn. Vậy thì dùng cách nào để cái bẫy này ra ngoài được? Oh my gosh. Wow. Con điện này màu là một con điện khổng lồ, rất là nguy hiểm. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Into CD 2. Wow, nó rất là hung dữ. Let's go. Thank you.
zombie này có những con chạy rất là nhanh. Không cẩn thận sẽ chết ngay. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Granny Chapter 1. Đi vào lớp rồi. Let's go. One day. Wow, bà ta đang xuống đây. Wow, bà ta rồng rất là nhanh. Nếu mình đi sẩy một đoạn phát là coi như bà ta bắt mình luôn. Ok. Lấy cho này xem thế nào. Cả một chiếc chìa khóa xe ô tô thì các bạn mới mở được và đổ bình ga vào. Rất là nhiều công đoạn luôn. Bà ấy thông minh ở cái là bà ấy ta đi đến đâu là bà ta đặt luôn cái bẫy đấy. Ok. Hả?
Oh my gosh. Wow. Nhanh thật. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game ma. Four. So let's go. Oh my gosh. Mình cứ nghĩ là có ma ở đây sẽ xuất hiện, ai ngờ lại xuất hiện luôn ở chỗ này. Đồng ra rất khó nhiều. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hoặc là gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.